chùa để thắp nhang cho Phật. Hiện tại thì gia đình đang ở phía ngoài khung cảnh chùa. Do là đi trễ hơi trễ cho nên là trời cũng tối và nhà chùa cũng sắp đóng cửa, nên đây là đèn đã được tắt gần hết, nên là mình tranh thủ vào mình thắp nhang tắm Phật mình đi về. Cứ lên được không? Đây nó xuyên trước nè. Đây là chỗ ta dựng lại cái lúc mà Phật sinh ra đời đi bảy bước nè. Em muốn bây giờ tối quá thành ra quay nên không thấy. Chưa quay được. Chưa có giờ sáng sáng. Đây là tượng Phật Bà Quan Âm ở phía ngoài. Sân chùa thì có một cái bức tượng Phật có đèn rất là đẹp. Đẹp lắm các bạn ơi. Chùa này đi buổi tối thì có đèn đẹp, buổi sáng thì cũng rất là đẹp luôn. Lên thì ta làm theo cái hình lá sen nè, còn lên tới nơi là cái hoa sen đây. Em mình nó sợ đổ một hôn rồi các bạn ơi. Đây là có mấy cái này là Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Bánh không được lên gì vậy? Phật đi về xuống. Lên lên thử nhau. Con bò lên thôi. Này là Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Này là Phật Dược Sư nha các bạn. Các bạn nghe nói về hoa sa la chưa? Chưa. Đây. Đây là cái hoa sa la đây nè. Thấy bóc chưa được không? Đó, hoa vô u đó. Thấy có bóc chưa? Trời tối cho nên không rõ lắm. Ban ngày thì hoa nó nở ra nó có màu trắng, phớt hồng. Đó, hoa sa la đây. Đây đây. Đây là hoa sa la đây. Khi mà hoa nó nở xong rồi nó có một cái trái tròn tròn như thôi nữa. Đây là hoa, những hoa nhỏ nhỏ chưa có nở nè. Rồi bây giờ mình vào trong chánh điện để mình chuẩn bị tắm Phật nha các bạn. Bây giờ thì mọi người đang xếp hàng để tắm cho Phật. Lùng quá mà không được tắm quá à. Hey, hey, mày tắm. Hả? Lâu anh tắm không mày? Thôi, để coi mẹ tắm chung đi con. Con tắm trước đứng im xếp hàng vô ngay ngắn đi. Ngày 15 tháng 4 âm lịch hàng năm là ngày Phật đản sinh. Thì ở các chùa hay làm lễ tắm cho Phật. Rồi, đứng xếp hàng vô chuẩn bị tắm Phật. Em chưa đọc xuống luôn hả? Có lại hả? Không, để Duy Nhi đi với mẹ nè. Chị hai tắm xíu đi. Nè đó, thấy không? Ta tắm, ta múc lên dỗ cho. Thấy không? Để cầm chúng lên nha. Của bổn sư là cái gì vậy?
Nhưng lại Phật cái con quỳ xuống lại Phật chứ. Phật quỳ dưới đây nè, quỳ dưới đây nè. Nga là Phật chưa? Đúng. Ủa sao gì? Không. Yeah. Vô ngày từ sáng rồi. Chùa nếu gặp em như các bạn.